Cùng với các địa phương trong cả nước, sáng ngày 1 tháng 7 tại quảng trường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương tổ chức trang trọng lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Hải Dương vinh dự là một trong 12 địa phương được Bộ Công an lựa chọn làm điểm lễ ra mắt trong toàn quốc. Tham dự lễ ra mắt có đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương, đồng chí Vũ Thanh Mai, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, lãnh đạo các đơn vị và cục nghiệp vụ của Bộ Công an, các sở ban ngành của tỉnh, lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Ở thành phố có đồng chí Nguyễn Văn Hồng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, đồng chí Nguyễn Văn Kiên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, trưởng ban tổ chức lễ ra mắt lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở thành phố. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố, các ngành đoàn thể thành phố, các xã, phường, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, lực lượng vũ trang, các lực lượng tham gia buổi lễ. Đúng 8 giờ, lễ ra mắt lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở được bắt đầu với màn biểu diễn diễu hành lực lượng của gần 3.000 cán bộ chiến sĩ và 165 phương tiện của các đơn vị thuộc Công an tỉnh Hải Dương và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở của thành phố Chí Linh. Các lực lượng chia làm 15 khối, bao gồm 14 khối về con người và 1 khối phương tiện. Đội hình diễu binh, diễu hành đã tạo nên không khí sôi nổi, hào hứng, để lại nhiều ấn tượng, thể hiện tinh thần, ý chí rèn luyện cao, tính kỷ luật kỷ cương và sức mạnh của lực lượng công an và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Phát biểu khai mạc buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Hồng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố nhấn mạnh, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 15 đã thông qua luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Luật ra đời đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng để kiện toàn thống nhất các lực lượng, chức danh có tính chất tương đồng về chức năng nhiệm vụ tổ chức hoạt động hoặc được tuyển chọn tham gia hoạt động trong lực lượng này. Theo đó, thống nhất 3 lực lượng, bảo vệ dân phố, dân phòng và công an xã bán chuyên trách. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố khẳng định, sự quan tâm chỉ đạo của thành phố đối với việc ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Trên cơ sở các quy định của luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, quyết định của Thủ tướng Chính phủ, kế hoạch triển khai thi hành luật, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Công an, của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Thành ủy Chí Linh đã sớm chủ động chỉ đạo Ủy ban Nhân dân thành phố xây dựng, ban hành các quyết định, kế hoạch thực hiện. Trong thời gian rất ngắn và tập trung cao độ vừa qua, thành phố Chí Linh đã chọn cử đủ thành viên các tổ bảo vệ an ninh trật tự tại 155 trên 155 thôn khu dân cư với tổng số người là 486 theo đúng các tiêu chí quy định. Đồng thời, tập trung chỉ đạo công tác huấn luyện, tập luyện cho lực lượng, đầu tư trang bị cơ sở vật chất, bố trí địa điểm trực làm việc và các thiết bị cần thiết cho các tổ bảo vệ an ninh trật tự tại các thôn, khu dân cư trong thành phố, đảm bảo đủ các điều kiện thực hiện nhiệm vụ theo quy định của luật. Tiếp đó, các thành viên trong lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở đã phối hợp với các lực lượng chức năng thực hiện diễn tập thực binh 3 tình huống tham gia nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở bao gồm xử lý phương án bạo lực gia đình, đe dọa giết người, xử lý phương án các đối tượng tụ tập đông người, tổ chức đánh nhau gây thương tích và xử lý phương án các đối tượng quá khích sử dụng hung khí, vật gây cháy nổ, phương tiện tổ chức đua xe trái phép, phá rối an ninh trật tự tại địa phương. Kết thúc các tình huống thực binh là màn biểu diễn võ thuật công an nhân dân đẹp mắt, bài bản, mạnh mẽ, điêu luyện của 230 cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát cơ động công an tỉnh Hải Dương với những động tác võ thuật tay không và các bài quyền với gậy tô pha, tông pha. Dự và phát biểu tại lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở của tỉnh Hải Dương, đồng chí Vũ Thanh Mai, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương biểu dương ghi nhận và chúc mừng kết quả công tác triển khai thực hiện luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và chúc mừng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở của tỉnh Hải Dương nói chung và thành phố Chí Linh nói riêng. Đồng chí cũng gợi mở một số nhiệm vụ mà các cấp, các ngành của tỉnh Hải Dương cần thực hiện tốt trong thời gian tới. Để bảo đảm lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở thực sự phát huy hiệu quả, chúng tôi mong muốn các đồng chí lãnh đạo cấp ủy,
chính quyền các cấp, các ban ngành, đoàn thể của địa phương thường xuyên quan tâm củng cố, kiện toàn, xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở ngày càng vững mạnh, rộng khắp, cơ động tại chỗ, có chất lượng ngày càng cao cả về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, pháp luật, nghiệp vụ, xứng đáng là lực lượng đáng tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân ở cơ sở. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật của địa phương, bảo đảm các điều kiện để hỗ trợ lực lượng này có điều kiện tốt nhất để thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện giữ vững ổn định an ninh trật tự trên địa bàn, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương ngay từ cơ sở. Cần tiếp tục huy động và phát huy hơn nữa vai trò của nhân dân và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở để xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, hỗ trợ bảo đảm an ninh trật tự, đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội ngay từ đầu, từ sớm, từ xa, từ cơ sở. Được biết, toàn tỉnh Hải Dương thành lập được 1.341 tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở với tổng số 4.248 thành viên. Đây là những cánh tay nối dài, đôi mắt thứ hai của lực lượng công an xã chính quy, sát cánh đồng hành, hỗ trợ lực lượng công an xã chính quy hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự khi được huy động. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương ghi nhận những đóng góp của các đồng chí bảo vệ dân phố, dân phòng, công an xã bán chuyên trách thời gian qua đã làm tốt công tác đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa bàn dân cư, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, thật sự là cánh tay nối dài đắc lực của lực lượng công an trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước. Giao nhiệm vụ cho lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở tại buổi lễ ra mắt, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị. Thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, tôi xin chúc mừng và giao nhiệm vụ cho các đồng chí, các thành viên tự nguyện tham gia lực lượng bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn toàn tỉnh ta. Thứ nhất, các đồng chí cần quán triệt và thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước về tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở để xây dựng, củng cố, duy trì và phát huy hiệu quả công tác bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân kết hợp với thế trận quốc phòng toàn dân một cách vững chắc ngay tại địa bàn cơ sở, phục vụ hiệu quả sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế xã hội ở trên địa bàn tỉnh. Thứ hai, cần nghiên cứu và nắm chắc các quy định của luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, các văn bản hướng dẫn và các quy định pháp luật khác có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ hỗ trợ lực lượng công an, cấp ủy, chính quyền địa phương, đồng thời làm tốt công tác phối hợp với lực lượng dân quân, tự vệ, các lực lượng đoàn thể khác trong việc tham gia bảo đảm an ninh trật tự, giữ gìn cuộc sống ấm no hạnh phúc của nhân dân. Thứ ba, công an tỉnh, cấp ủy, chính quyền các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thường xuyên quan tâm xây dựng, bồi dưỡng, huấn luyện toàn diện cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở để lực lượng này ngày càng vững mạnh, tích cực xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giảm thiểu các nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, làm hạn chế tác hại của tội phạm và các hành vi phạm pháp, phạm luật từ xa, từ sớm, từ cơ sở vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Đại diện cho hơn 4.200 thành viên Tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trong toàn tỉnh Hải Dương phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đồng Bá Đức, Tổ phó Tổ bảo vệ an ninh trật tự khu dân cư Trụ Hạ, phường Đồng Lạc, thành phố Chí Linh khẳng định, việc tham gia lực lượng vừa là vinh dự vừa là trách nhiệm và xin hứa sẽ tu dưỡng rèn luyện đạo đức chuyên môn nghiệp vụ, không ngại khó khăn gian khổ, phối hợp chặt chẽ với công an phường và các đơn vị liên quan trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Thay mặt các thành viên Tổ bảo vệ an ninh trật tự tỉnh, tôi xin hứa thực hiện tốt một số nội dung sau. Một là tuyệt đối trung thành với nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, xứng đáng là cánh tay nối dài của lực lượng công an
trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân. Hai là chủ động nghiên cứu kỹ, nắm chắc các quy định của luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và các văn bản có liên quan, tích cực học tập, nâng cao trình độ, nhận thức về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ, kỹ năng xử lý tình huống trong thực tế để giải quyết tình hình an ninh, trật tự từ sớm, từ xa và từ cơ sở. Ba là luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, kiên quyết đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, khắc phục khó khăn, sẵn sàng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, luôn xứng đáng với niềm tin, hy vọng của quần chúng nhân dân và danh dự của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Phát biểu đáp từ và bế mạc buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Kiên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, trưởng ban tổ chức lễ ra mắt lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở thành phố Chí Linh, chân thành cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hải Dương, sự phối hợp giúp đỡ của các sở ngành, của Công an tỉnh và các đơn vị có liên quan cùng toàn thể nhân dân để thành phố tổ chức thành công lễ ra mắt lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở. Kính thưa đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương. Kính thưa đồng chí Vũ Thanh Mai, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Kính thưa các đồng chí đại biểu, khách quý. Kính thưa toàn thể nhân dân. Sau thời gian làm việc nghiêm túc với tinh thần khẩn trương, tích cực, chương trình lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh ở cơ sở tỉnh Hải Dương được tổ chức trên địa bàn thành phố Chí Linh đã hoàn thành tốt các nội dung chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Về dự buổi lễ, ban tổ chức vui mừng được chào đón đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương, đồng chí Vũ Thanh Mai, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, các đồng chí đại diện cho bộ, ban ngành Trung ương, các đồng chí trong thường trực Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban dân tỉnh, lãnh đạo các sở, ban ngành đoàn thể của tỉnh, các đồng chí lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh và các đại biểu khách quý đã dành thời gian về dự, chỉ đạo và động viên buổi lễ. Tại buổi lễ, đồng chí Vũ Thanh Mai, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có bài phát biểu quan trọng, ghi nhận, đánh giá cao công tác tuyên truyền về luật, các văn bản quy phạm pháp luật, quy định chi tiết về thi hành luật, nhằm nâng cao nhận thức cho cấp ủy, chính quyền, các cơ quan ban ngành đoàn thể về vị trí, chức năng, tầm quan trọng của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trong tình hình hiện nay. Ghi nhận, biểu dương tinh thần chủ động, quyết liệt, sáng tạo của cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc thành lập, tổ chức tập huấn, luyện tập và chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất để tổ chức tốt lễ ra quân, ra mắt lực lượng tham gia an ninh trật tự ở cơ sở theo đúng sự chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh. Đồng thời, các đồng chí cũng đã giao nhiệm vụ cho cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ to lớn của nhân dân trong việc xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh ở cơ sở, tạo khí thế phấn khởi, động viên lực lượng tích cực tham gia thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân và thế trận lòng dân vững chắc. Thay mặt lãnh đạo thành phố, tôi xin được tiếp thu, quán triệt sâu sắc, triển khai có hiệu quả những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân tỉnh, tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm, có hiệu quả luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, trang bị cơ sở vật chất, điều kiện làm việc, xây dựng lực lượng thực sự vững mạnh nhằm ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố, góp phần vào nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng thành phố Chí Linh là thành phố an toàn, trở thành đô thị 12 trước năm 2030. Kính thưa các vị đại biểu, khách quý, kính thưa toàn thể nhân dân. Trong những năm qua, công tác đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố Chí Linh luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp và đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Việc tổ chức lễ ra mắt và đưa lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở vào hoạt động có ý nghĩa quan trọng. Đây sẽ là cánh tay nối dài của lực lượng công an trong việc bám sát địa bàn, gần dân, hiểu dân, thường xuyên tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành chủ trương đường lối của Đảng,
chính sách pháp luật của nhà nước, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Thay mặt cho Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và nhân dân các dân tộc thành phố Hồ Chí Minh, trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước, các bộ ban ngành của Trung ương, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, sự phối hợp của các sở, ban ngành đoàn thể và các huyện thị xã trong tỉnh. Trân trọng cảm ơn Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Đảng ủy, Ban giám đốc các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Hải Dương, Đảng ủy, Ban giám hiệu trường quân sự quân khu 3 trong suốt thời gian qua đã tạo điều kiện giúp đỡ, hướng dẫn, phối hợp với Thành phố Hồ Chí Minh trong công tác chuẩn bị và góp phần quan trọng cho sự thành công của buổi lễ hôm nay. Xin cảm ơn các cơ quan báo chí, phát thanh truyền hình đã tích cực thông tin kịp thời, đầy đủ về chương trình, ghi nhận và biểu dương các lực lượng, các cơ quan đơn vị, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố đã tích cực tập luyện và tham gia chương trình để buổi lễ thành công tốt đẹp. Trong thời gian tới, Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện giúp đỡ nhiều hơn nữa của các đồng chí. Trong niềm phấn khởi về thành công của buổi lễ, với niềm tin sâu sắc vào tương lai của Thành phố Hồ Chí Minh anh hùng hay phát triển, thay mặt ban tổ chức buổi lễ, tôi xin tuyên bố bế mạc lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu khách quý cùng toàn thể nhân dân mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Xin trân trọng cảm ơn. Trong dịp này, đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương, đồng chí Vũ Thanh Mai, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và Đại tá Bùi Quang Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương đã tặng hoa, tặng quà chúc mừng lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Sau lễ ra mắt, các lực lượng cũng đã tham gia diễu hành biểu dương lực lượng trên một số tuyến phố chính của Thành phố Chí Linh.